Thiên Ý mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề tấn công, nghiền nát đường tiếp tế huyết mạch của Nga. Ukraine đã tìm ra cách để chiến thắng. Kính thưa quý vị, cùng với cuộc tấn công của Ukraine vào tiền tuyến của Nga, nước này đang tiến hành một chiến dịch thứ hai và có khả năng quan trọng hơn, đó là phá hủy các trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và tuyến hậu cần của đối phương mà Moscow phụ thuộc vào để duy trì hoạt động chiến đấu. Ngay cả khi binh lính của Kiev chiến đấu để phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam và phía đông của đất nước. Họ cũng đang được sử dụng đạn dược do phương Tây cung cấp để nhắm vào các nguồn cung cấp của Nga nằm ngoài chiến tuyến. Khi làm như vậy, Ukraine hy vọng sẽ tăng cường cơ hội làm suy yếu các lực lượng của Nga đủ để cắt đứt các lực lượng chiếm đóng. Không những vậy, Nga được dự báo sẽ phải vất vả đối phó với Ukraine trong thời gian tới, khi mà mới đây, Đan Mạch và Cộng hòa sát tuyên bố sẽ hợp tác cùng với nhau để cung cấp cho Kiev xe bọc thép và nhiều loại vũ khí khác, không chỉ trong vài tháng tới, mà còn đến tận năm 2024. Theo tờ The Country Journal, ngày 12 tháng 10, việc đạt được những mục tiêu thiết yếu trên chiến trường phụ thuộc vào việc lực lượng mặt đất của Ukraine tiến đủ để đưa thiết bị của Nga vào tầm tấn công. Ukraine đang sử dụng pháo, tên lửa, Máy bay công người lái và tên lửa để tấn công lực lượng kẻ thù, nhưng hầu hết đều có tầm bắn hạn chế. Có nghĩa là phần lớn các hoạt động hậu cần của Nga vẫn nằm ngoài tầm phới của tất cả, ngoại trừ một số vũ khí của Ukraine. Lực lượng Nga cũng đang nỗ lực tấn công khu vực hậu cần của Ukraine. Hiện tại, theo xác nhận của cả hai phía, Ukraine đã nhận được một loại vũ khí mới, tầm bắn xa hơn để nhắm vào các tuyến hậu cần xa hơn của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng Mỹ đã cung cấp một số lượng hạn chế tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS có thể tấn công ở khoảng cách từ 160 đến 300 km tùy thuộc vào kiểu loại. Bằng chứng mới nhất là quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công phá hủy chín máy bay trực thăng của Nga ở miền đông Ukraine. Ukraine tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các sân bay trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Berdyansk và Lugansk. Trong một dấu hiệu cho thấy Nga coi trọng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng hậu cân của mình, nước này đã bắt đầu xây dựng các tuyến đường sắt mới xuyên lãnh thổ mà nước này chiếm đóng trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hủy những tuyến mà Moscow hiện đang sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội. Điều làm phức tạp thêm những nỗ lực của Ukraine là việc đưa các tuyến hậu cần của Nga vào tầm bắn chỉ là bước khởi đầu. Lực lượng của Kiev cũng phải tìm hiểu xem các mục tiêu tốt nhất đang ở đâu hoặc đang di chuyển đến đâu. Điều này đặt ra thách thức đáng kể về mặt tình báo. Năm ngoái, Ukraine đã giành được những lợi ích đáng kể trước Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các kha, chuyến hàng cung cấp và trung tâm chỉ huy của nước này những nút và liên kết quan trọng mà các chiến thuật gia gọi là đường liên lạc mặt đất. Thay vì cố gắng tấn công mọi xa tăng và đội hình quân, khi đi theo con đường hiệu quả hơn là tiêu diệt những thứ cần thiết của họ, thường sử dụng vũ khí chính xác do các đồng minh phương Tây cung cấp. Lập lại thành công đó hiện là mục tiêu của Ukraine, dọc theo dải đất rộng ít nhất 128 km trải dài từ bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm giữ từ Ukraine vào năm 2014 về phía đông Tây Nga, dọc theo biển Azov. Ukraine đặt mục tiêu cắt đứt cái mà Moscow gọi là cầu đất liền, chia cắt các lực lượng của Nga. Việc phá vỡ vòng vây do Nga chiếm đóng sẽ làm suy yếu khả năng duy trì quân đội ở tiền tuyến và khai thác các hoạt động của nước này ở Crimea. Nga đã sử dụng bán đảo này làm căn cứ hải quân để tấn công Ukraine và đe dọa các tàu chở hàng xuất khẩu của nước này qua Biển Đen. Moscow cũng hỗ trợ lực lượng của mình trên cầu đất liền từ Crimea. Một trợ lý của thị trưởng lưu vong của Mariupol cho biết tuyến đường sắt mới mà Nga đang xây dựng tới Mariupol, một cảng biển đang trên cầu đất liền, nếu thành công sẽ giảm bớt áp lực đối với nguồn cung cấp đến từ Crimea và do đó gây ra mối đe dọa cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, việc hoàn thành ngay cả mục tiêu khó đánh bại là hạn chế hậu cần của Nga có thể là một chặng đường dài đối với Ukraine vì nước này cần một lượng lớn pháo binh. Trong khi đó, Nga đã điều chỉnh các hoạt động của mình để làm suy yếu chiến thuật của Ukraine và có thể đã tăng cường quân đội của mình gần mặt trận. Ripley, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, một tổ chức tư vấn, người đã đến thăm mặt trận Ukraine vào tháng 7 cho biết một thách thức là quân đội của Ukraine cách xa lộ ven biển mà Nga sử dụng ít nhất 70 km và hầu hết các hệ thống vũ khí của Ukraine phải cách xa tiền tuyến vài chục km để giảm nguy cơ bị nhắm làm mục tiêu. Chỉ một phần nhỏ vũ khí của Ukraine có thể hoạt động gần mặt trận hoặc bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 80 km. Điều đó có nghĩa là phần phía nam của cầu đất liền phần lớn được an toàn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kadirov Budanov gần đây đã nói với một trang web quân sự rằng Kiev cần vũ khí tầm xa hơn để tấn công các sở chỉ huy, căn cứ hậu cần và các mục tiêu tương tự của Nga. Tốc mắt, một thị trấn bị chiếm đóng cách tiền tuyến Ukraine khoảng 40 km là một trung tâm hậu cần lớn của Nga nằm gần tầm bắn mục tiêu của Ukraine. Nhưng lực lượng Moskva đã bao vây thị trấn này bằng hệ thống phòng thủ dày đặc sự xuất hiện của tên lửa ATAS có thể làm thay đổi cán cân. Các hệ thống tên lửa của Mỹ tự hào có khả năng dẫn đường chính xác cho các cuộc tấn công chính xác và một số mẫu còn có đầu đạn chùm, tạo lực nổ của tên lửa trên một khu vực rộng hơn, có khả năng gây ra nhiều thiệt hại hơn một vụ nổ. Hiện tại, HIMARS của Ukraine đang phóng tên lửa tầm ngắn, bao gồm cả những tên lửa có thể phun ra một đám mây khoảng 180.000 mảnh Brombram nhỏ không nổ nhưng có thể xuyên thủng áo giáp ukraine cũng có đạn chùm có tầm bắn ngắn hơn dù độ chính xác kém hơn mặc dù lực lượng nga có nơi trú ẩn tại các khu vực bị chiếm đóng ngoài tầm với của lực lượng ukraine nhưng quân đội kiev đang làm phức tạp thêm việc nga tiếp tế cho quân đội tiền tuyến của mình xác định và đánh trúng các mục tiêu quan trọng là một thách thức đối với kiev đòi hỏi phải có thông tin tình báo tốt về tọa độ hoặc tuyến đường tiếp tế Ukraine dựa vào máy bay không người lái và các nguồn thông tin khác. Các cuộc tấn công có thể yêu cầu số lượng lớn phao binh, đặc biệt là đối với các mục tiêu đang di chuyển hoặc những mục tiêu chỉ biết rõ vị trí thù. Trung tướng quân đội đã nghỉ hưu Mark Kimmich cho biết, tốt nhất là nhắm mục tiêu vào các vị trí tỉnh như khu vực lưu trữ và kho chứa. Sắp tới sẽ là các điểm tắt nghẽn như cầu, điểm trung chuyển và các nút giao thông khác. Quân đội Nga từ lâu đã dựa vào các tuyến đường sắt để vận chuyển một lượng lớn thiết bị hạng nặng và vật tư. Các đoàn tàu chở đầy hàng có thể cung cấp các mục tiêu hấp dẫn, nhưng có thể khó xác định vị trí nếu di chuyển và yêu cầu nhắm mục tiêu chính xác. Ngay cả những tuyến hàng đường sắt dài cũng rất hẹp nên rất khó bị tấn công. Đường ray thậm chí còn khó nhắm mục tiêu hơn, đòi hỏi đạn dược có độ chính xác cao và Nga là chuyên gia sửa chữa chúng trong các trận chiến. Nga đang làm suy yếu những tiến bộ trên chiến trường đầy cam go của Ukraine, đã chuyển từ sử dụng các kho lớn sang phân bổ nguồn cung của mình qua nhiều điểm trung chuyển. Moscow đang gửi hàng tiếp tế theo từng xe tải, bao gồm sử dụng xe tải dân sự, định tuyến chúng trên những con đường vòng và sử dụng các chuyến hàng mùa nhữ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Hậu cần của Nga không còn như vào mùa xuân năm 2022, khi họ để Kiev dễ dàng sân lùng. Sử dụng nhiều xe tải là không hiệu quả, nhưng điều đó giúp họ không có mục tiêu lớn bị nhắm vào. Chỉ cần đánh trúng một xe tải tiếp tế cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến cục bộ. Vì vậy, Ukraine có thể vẫn muốn thử, nhưng làm như vậy, nó phải đối mặt với thách thức về tính ổn định của thông tin tình báo hoặc khả năng theo dõi mục tiêu đang di chuyển. Cuối cùng, bài kiểm tra dành cho Ukraine là nước này có thể làm suy giảm nghiêm trọng đến mức nào khả năng bảo vệ phong tuyến chiến đấu và có khả năng tiến hành một cuộc tấn công mới của Nga. Các chiến lược gia cho biết, HHM có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở khoảng cách xa hơn những mục tiêu mà Ukraine hiện có thể tấn công, nhưng chúng chủ yếu có giá trị nếu có thể cản trở lực lượng Moscow và thay đổi cục diện trận chiến. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.